trần đời từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến khi biết ăn thịt chó, uống bia hơi, làm thờ lục bát thì tôi chưa được xem một bộ phim nào mà ảo ma Lazada ảo tung hết cả chảo như bộ phim này. Nếu có cơ hội, tôi sẽ book ngay một vé tàu nhanh sang Ấn Độ để thắp nhang bái ông đạo diễn này làm sư tổ ngay lập tức. Xoay quanh anh chàng mồm đầy râu, có đôi môi màu nâu đầy quyến rũ này, tính cách ngông ngông, cao 1m8, nặng gần 2 tạ, cứ thằng nào gạ là anh Tần cho đi xạ trị cả tháng. Gặp Zimmer anh cũng bẻ cổ, gặp thằng mổ thịt lợn anh cũng không nương tay, mấy thằng người bay anh đây cũng chơi tới bến. Anh đập từ thằng cầm búa cho đến cầm dao, từ thằng bị đau cho đến thằng cắt quả đầu khá bảnh, đầu chọc anh cũng mổ, hồ báo cá trồn anh cũng tương, tới tháng được lãnh lương anh lại đi tán gái. Với sức mạnh khủng bố cùng cái đầu đầy sạn nhưng anh ta cũng không bảo vệ được người thân của mình, bố anh đã bị ám sát một cách mờ ám bởi những kẻ ghen ăn tức ở, tranh giành quyền lực một cách bẩn thỉu. Vậy anh ta là ai? Thế lực nào đã giết bố anh và hành trình báo thù cho bố diễn ra như thế nào? Thì mời các bạn cùng mò theo dõi một bộ phim mà ông đạo diễn quay xe hơn cả người yêu cũ của bạn, có tựa đề Thế giới ngầm Quasi đầy kịch tính và bất ngờ này nhé. Tại thành phố Quasi, kinh đô của những thế lực đen tối, những đế chế ngầm hiện diện khiến cho người ta phải sợ hãi. Ông già có quả đầu undercut, bộ râu ngầu chế phố này tên là Roy, chủ tịch tập đoàn ăn rồi phá, tập đoàn bá đạo và được coi như thống trị cả thành phố. Để mở rộng bờ cõi, Roy đã chọn Mumbai, Ấn Độ là nơi tiếp theo cho tham vọng bá trái của mình. Mọi việc đang đi đúng hướng thì đột nhiên một hôm, Roy được Diêm Vương lệnh cho 12 giờ đêm nay lên đổ đi ba. Tối hôm đó, Roy đang từ nhà con bồ về thì đột nhiên bị một chiếc xe tải tông chết ngay tại chỗ, số hàng của ông cũng bị cướp ngay sau đó. Tập đoàn của Roy sau đó như rắn mất đầu, nghe tin bố mình đã đi chầu, thằng con trai ăn rồi báo liền ba chân bốn cẳng chạy về đói leo lên ngai vàng để cai quản. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, sẵn sàng xử tất cả những thằng đầu thì to nhưng óc thì như quả nho không làm được việc cho hắn. Từ cái lúc bọn đầu trâu mặt ngựa này đến, cục cảnh sát thành phố Mumbai ngày nào cũng phải cong hết đi lên chạy từ sáng cho đến tối. Ông trưởng cục phân cục, trưởng phân cục này tên là Robinho, mồm lúc nào cũng bô bô trừ mấy thằng cấp dưới, âm mưu tính kế nhiều nên tóc giờ đã chuyển sang bạch kim. Lần này cả đội đang điều tra một vụ cướp ngân hàng mà cái thằng được cái mã đẹp trai nhưng ăn trộm này là tên đầu sỏ. Sau hơn một tháng lặn lội điều tra nhưng không ra được cái vẹo gì, cấp trên đã yêu cầu giao vụ án lại cho anh chàng diễn viên chính của chúng ta. Anh chàng này tên là Asop, với vẻ ngoài nhìn như dân chơi nhưng đọ về IQ thì anh Stan đội mồ sống lại cũng phải gọi bằng cụ. Để cứu thằng đệ tử ruột bị mấy thằng loi choi bắt, Asop cầm chai cồn ngầu như bồn cầu đi đến. Anh không thích nói nhiều đi lên cầu thang, một phang anh tiễn một tên lên bàn thờ, gặp đứa nào anh đập đứa đó, tay không cho đến dìu sắt, anh ném thẳng xuống tầng 1 cho chừa. Asop nhìn to con vậy thôi chứ trình bay nhảy của anh đã đạt tầm thách đấu. Vừa trèo lên né được quả dìu, thấy cô em mẩy mẩy cưng làm gì mà như bông hoa nhài cắm bãi phân trâu khiến em nó cứng hết cả họng, cầm cây gậy nhẹ nhàng xử đẹp những tên ngáng đường. Asop chạy vào trong vừa khóa cửa lại thì gặp mấy anh bán thịt lợn chứ thịt voi anh cũng không ngán bất cứ bố con thằng nào. Anh nắm được con dao lập tức sút cho tên đàn em bay thẳng xuống đường, lại chạy sang vòng bên. Anh ngờ cái bọn ăn phải thuốc liều này lại nuôi cả báo đen, số anh bon trên nên thích đâm đầu vào mấy bác Zimmer, người thì to nhưng chim thì như trái ớt. Asop giờ nhìn không khác gì máy xúc, thằng nào vào là anh húc thằng đấy, các chú tưởng anh ăn chay à, này thì chim mơ này. Mấy tên còn lại nhìn thấy thế tự động thả thằng đệ của Asop xuống. Tên đầu sỏ bên này liều ăn nhiều liền định cầm dựa ra chơi tới bến, nhưng lập tức hắn đã bị ông bố ngăn cản, nếu không muốn đi du thuyền đầu rồng bốn người khiêng thì con hãy dừng tay lại, quay đầu là bờ, bên kia cũng là bờ. Asop có một người bạn thân và cũng là cộng sự của anh tên là Romer, mà nhìn lơ ngơ nhưng lại là một hacker chuyên nghiệp, đồng bên chế phụ trách mảng máy tính cho đội. Tính cách lầy lội, tán gái vô tội vạ nên Asop đã chọn thêm cô nàng mẩy cun ngực tấn công môn phòng thủ này là người cộng sự thứ hai của mình. Với bộ não đầy nếp nhăn, anh dễ dàng phân tích lại tất cả vụ án xảy ra, khiến cho cô nàng nghe thôi cũng rụng hết trứng. Nhìn thấy em nó vừa mẩy vừa xinh, Asop như bị tiếng sét ái tình đánh ngang tay, đem lòng say đắm từ lúc nào không biết. Bên này, các cổ đông tập đoàn ăn rồi phá đang nháo nhác đòi bằng được tiền của mình, bọn họ không thể tin tưởng người được kế nhiệm mới. Ngay lập tức, thằng con trai ăn rồi báo của Roy lạnh lùng đi vào, hắn chỉ dọa đúng hai câu khiến cho mọi người trong phòng sợ đái ra quần. Nội bộ của tập đoàn chưa bao giờ là yên ổn, do có một thằng em trai cùng cha khác ông ngoại tên là Báo Đời, dạ tâm của hắn lúc nào cũng muốn đá đít anh trai mình để ngồi được vào vị trí ngai vàng, và giờ hắn đang làm tất cả để hạ bệ thằng cháu của mình. Thấy ông già mình ủng hộ cháu trai, Báo Đời hắn không ngần ngại mà bóp cổ đấng sinh thành. Với cái tính thích chơi bẩn, hắn đã cho đàn em ám sát hoàng tử nhưng anh đây không dễ chơi, anh điên lên hào phóng tặng ngay cho mỗi tên một viên cạo đồng. Sáng hôm sau, hoàng tử dẫn anh em chợ mới đến một tòa nhà được cho là an toàn nhất thành phố Quasi. Ở đây chứa một căn hầm mà số tiền bên trong ước tính cũng phải tầm hơn 3.000 tỷ đô. Chìa khóa để mở cánh cửa là một chiếc hộp đen và nó hiện tại đang nằm ở Mumbai. Bên này, sau khi tra ra được tên trộm là người thích uống cà phê, mấy cô đã yêu cầu cả nhóm theo dõi tất cả camera trong các quán cà phê. Quả nhiên dự đoán của cô là đúng, tên trộm ngay lập tức đã có mặt tại một quán cà phê gần đó. Cả nhóm tức tốc chạy đến nhưng bên này Romer đã báo cho tên trộm biết trước được kế hoạch, thì ra anh ta là đồng bọn với hắn. Asop vừa đến thì tên trộm đã bỏ đi từ lâu. Để lấy lại tinh thần làm việc, cả nhóm quyết định tối lên ba quẩy. Thấy mẩy cun mặc quả đầm bò sát, anh như đứng hình mất 5 giây. Tưởng chừng được giảm stress nhưng về lại bị ông sếp Robinho chửi như tát nước vào mặt. Để giải vây cho mẩy cun, Asop đã bảo rằng mình đã gặp tên trộm ngay sau đó.
hắn đã tiết lộ cho anh về bí mật chiếc hộp đen và sẽ thách thức Aesop nếu hắn cố trộm băng được nó. Nghe đến chiếc hộp đen, Robinho như sét đánh ngang tay, ông run rẩy lấy ra chiếc bật lửa và bảo chỉ cần lấy được nó thì sẽ ngăn chặn được tập đoàn An dột phá bành trướng tại Ấn Độ. Lúc này, tên hoàng tử đã cử Ranki, bà là chuyên gia tư vấn pháp lý cho tập đoàn đến Mumbai để lấy lại chiếc hộp. Vừa mới đặt chân đến thì đã bị mấy cun cùng đồng bọn theo dõi từ xa, không ai nghĩ chiếc hộp đen ấy thế mà lại được cất giữ tại một khu chợ. Ranki vừa đến quốc lộ thì lại bị kẹt xe, ngay lập tức mấy thằng mặc đồ đen chạy mô tô Bobo vặn ga xuất hiện. Chúng không nói không rằng liền xách súng ra bắn, nhưng may mắn cho bà là chiếc xe được trang bị kính chống đạn. Hai thằng đứng hai bên cùng Tiểu Liên xả loạn xạ vào chiếc xe, đúng mấy anh làm phim cứ phải gọi là phá vỡ mọi định luật vật lý. Hoàng tử bên này cũng đã cử đàn em đi theo hỗ trợ, nhưng bọn này quá quách tỉnh, chúng liền ném ngay quả lựu đạn khói khiến tên bắn tỉa mù màu ngay tức thì. Mấy côn thấy thế liền cầm súng xuống xem tình hình, cô dễ dàng bắn hạ được một tên. Một thằng liền cầm ngay khẩu Tiểu Liên định lao lên hấp diêm cô thì bất ngờ Aesop từ đâu đến như một vị thần, thực hiện một cú đạp thần sầu, cầm chiếc vali vào màn một tên. Một cú đá khiến tên đàn em lộ cả hai vòng, 1-2-100 cặp anh cũng tát hết nắng. Mấy côn sau đó lập tức lên xe đuổi theo Canri, cô nhanh trí đã cắm được thiết bị theo dõi vào chiếc xe. Bà ta sau đó đã đi đến ngân hàng trung ương, tưởng như chiếc hộp đen đã được giấu tại đây, nhưng bằng kinh nghiệm đánh lô của mình, mấy côn đã tiếp tục theo dõi Canri. Thì ra bà ta đã cố tình đánh lừa tất cả, chiếc hộp đen đã được giấu tại một ngân hàng nhỏ phía tây thành phố. Thấy đàn em của mình tiến bộ hàng ngày, Aesop đã cố tình mời mấy côn đi ăn hàu nướng để tỏ tình với cô. Thấy sếp to cao ngon dai hàng khỏe, cô nhẹ dạ cả tin và thế là hai người đã chính thức đến bên nhau. Mấy côn hỏi Aesop tại sao anh lại đem lòng yêu em thì Aesop không ngần ngại trả lời vì anh sợ em yêu thằng khác nó đấm vỡ mồm em. Biết được kế hoạch, Robinho đã gọi cho sếp của mình để báo tin. Thì ra hắn làm tay trong cho báo đời và tất cả thông tin của Aesop đã bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Romeo cùng tên trộm bên này đã lên kế hoạch kỹ lưỡng cho vụ đổi đời sắp tới. Aesop cùng đồng bọn quyết định để tên trộm vào được khoang chứa, từ đó sẽ răng lưới tóm gọn hắn cùng chiếc hộp đen, một mũi tên trúng hai đích. Quả nhiên tối hôm đó, tên trộm cùng bạn đàn em thản nhiên đi vào từ lối cửa chính, và đến khoang chứa thì hắn cứ như đứng hình, chiếc hộp đen đã bị lấy mất, hai tên đàn em của hắn cũng bị tóm gọn. Tên trộm vừa chạy ra thì phát hiện chính Romer là kẻ hững tay trên, hắn lập tức cướp lấy chiếc xe hết ga hết số đuổi theo. Một tên đàn em đã cố gắng lấy điện thoại gọi cho sếp của mình. Ông sau khi biết tin liền gọi lại cho Robinho bảo rằng người của hắn đang truy đuổi cảnh sát ngầm khiến cho ông ta vẫn chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Aesop bên này đã leo lên con siêu xe ngầu lòi tốc lực chạy về phía Romer, anh đang bị tên trộm bám ra như đìa đói. Đến một cây cầu, Aesop đã đuổi kịp và thực hiện một cú bể khiến cho tên trộm quay như trong chóng trên cầu. Anh cùng hắn không nói nhiều lập tức lao vào nhau, sợ hỏng mất xe đẹp nên anh đột nhiên bể lái khiến cho hắn bất ngờ bay thẳng sang phía bên kia đường. Tên trộm khổ sở bỏ ra định rút súng bắn Aesop thì bị mấy côn bên này ăn hôi, định bồi thêm cho phát nữa thì Robinho từ dưới đất chui lên kịp thời ngăn cản. Thì ra các bạn đã bị lừa, tôi cũng bị lừa. Tên trộm trước mắt mới chính là Aesop hàng riu, tất cả chỉ là một vở kịch của anh chàng Aesop pha ke này. Mấy côn như đơ hết người, cô vẫn chưa loát được chuyện gì đã xảy ra và đây chỉ là pha quay xe đầu tiên của ông đạo diễn. Lần này chính xác 100% anh chàng này tên là Saho, tất cả đã được anh đổi vai một cách quá hoàn hảo, biến mình thành Aesop và biến Aesop thành tên trộm không một chút sơ hở nào. Từ vụ Romer thay đổi hình ảnh đoạn băng, việc hẹn Aesop ra quán cà phê cho đến việc thông tin chiếc hộp đen, tất cả là do Saho đứng sau. Mấy côn sau khi biết hết sự thật thì như không tin vào mắt mình, cầm chiếc nhẫn của Saho trên tay, miệng cay không chịu được. Trong khi tất cả mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng thì Saho bên này lại ăn chơi nhảy múa, tẹt ga đứt xích, mic từ em này cho đến em khác, xung quanh anh giờ chỉ có bia và gái. Vừa đi vào một căn phòng, đột nhiên lại có kẹo đồng bay trước mặt, thì ra là em mấy côn, cô đã mất 2 ngày để tìm ra Saho, lần này đến để trả lại nợ tình. Romer lúc này bên ngoài đã bị một bọn mặc đồ đen khống chế, một tên xuống xuống bước vào ăn ngay quả đạn lạc giữa đầu, bọn ở ngoài thấy vậy xả đạn như được mùa vào trong, Saho ôm mấy côn vật ra sàn, anh đánh gục một tên rồi dùng súng của hắn bắn hạ mấy tên đối diện, nắm lấy tay mấy côn, cả hai vừa bắn vừa múa ba lê, đạn của mấy anh Ấn Độ lúc này bay ngang vận tốc xe đạp, đứng trước gắt tinh, chúng sinh bình đẳng, hạng nhẹ hạng nặng gì bọn anh xài hết. Saho sau đó đã để mấy côn đi trước, thì ra bọn chúng là đàn em của báo đời, chúng chỉ cần một cái giá và yêu cầu Saho giao ra chiếc hộp đen, nhưng anh đây không thích ăn chay, thằng nào bay vào là anh cần hết. Chỉ có mấy ngày ở bên Saho, mấy côn dường như đã cảm nhận được cô yêu anh đến mức nào, nhưng chuyện tình đẹp mấy cũng có hồi tàn, vừa định môi chạm môi thì đột nhiên mấy côn bị trúng đạn nằm ngay tại chỗ. Saho điên lên vặn cổ từng tên, mấy thằng ăn không ngồi rồi này anh cần cho vào viện chấn thương chỉnh hình hết. Một tên liền bắn đạn gây mê khiến cho Saho ngất đi, anh tỉnh lại thì ra lại là thằng cu báo đời và hắn đã yêu cầu anh đi lấy tiền về cho hắn. Chỉ cần lấy được tiền thì tập đoàn sau một tuần tự động sẽ phá sản và lúc đó anh sẽ có được ngai vàng. Bên này, Aesop vẫn đang a cai vụ của Saho, anh đã được giao toàn quyền chỉ huy cảnh sát thành phố Kwazi và lần này sẽ quyết định tóm cổ được Saho cho vào bóc lịch dài hạn. Saho quyết định sẽ đặt bom bên dưới tủ chứa tiền và cho nổ để lấy nguyên tủ đựng tiền cho dễ.
Nghe thế, một tên đàn em liền cười đều thì lập tức ăn ngay một viên kẹo đồng giữa mồm. Ảo thật đấy, cả hai sau đó đã giả vờ làm nhân viên sửa ống nước. Kế hoạch của Saho như thế nào, các bạn cùng mình theo dõi tiếp nha. Aesop đã bắt cóc vợ và con gái của Romer nhằm uy hiếp anh làm nội gián cho hắn. Vì vợ vì con, Romer đành phải bất đắc dĩ nhận lời. Trên xe, anh đã kể lại với Saho tất cả những gì Aesop đã nói tối hôm qua, nhưng bọn này mèo biết tất cả chỉ là kế hoạch của Saho dựng lên mà thôi. Chẳng có vợ con nào của Romer ở đây cả. Saho đã đưa một chiếc hộp đen cho hoàng tử và đổi lại. Hắn phải cho người đi cứu Mẩy Cun và mọi việc diễn ra không sai một ly. Địa điểm anh hành động không phải là căn nhà chứa tiền mà là tòa nhà tháp hoàng tử của tên báo đời. Một tiếng bùm vang lên, hai cái tủ chứa tiền của thằng cu báo đời từ từ lao xuống vào hai chiếc xe tải. Aesop cùng đám cảnh sát lập tức đuổi theo. Saho phóng con mô tô ngầu như bồn cầu đuổi theo phía sau. Cảnh sát dùng dây trông để chặn nhưng anh đây đã chuẩn bị trước. 1, 2, 3, 4, 5 lần lượt bay lên không trung hết. Hết cách, phía cảnh sát phải dùng đến phát minh mới của tiến sĩ Mọt, vũ khí bí mật người bay. Một tên bắn một viên đạn nổ khiến cho chiếc xe tải nổ tung và lật ngửa lên không trung. Chiếc thứ hai cũng đã bị chặn lại ngay sau đó. Saho lúc này vẫn đang hết ga hết số chơi trò rượt nhau với mấy anh police. Aesop bị anh đảo chân cho choáng hết đầu óc, tự động đâm thẳng vào lề đường. Nhà không có gì ngoài điều kiện, phía cảnh sát yêu cầu huy động cả trực thăng quyết tóm bằng được Saho. Mấy cun thấy người yêu đang bị vây bắt liền xin đi theo. Từ thành phố cho đến sa mạc, báo đời cử hết tất cả đàn em quyết khô máu tới cùng với anh. Anh lúc này không khác gì bánh mì kẹp thịt, trước sau đều có địch. Tên đàn em phía trước chơi luôn cả máy xúc cho nó máu, các chú có hàng gì cứ đem ra đây anh chấp hết. Trực thăng lúc này cũng đã đến, một tên ngồi trên dùng súng máy xả đạn loạn xạ. Mấy cun thấy vậy lập tức lao vào nhưng lại bị đẩy ra. Cô may mắn bám được chiếc thang dây, chiếc xe chở máy xúc của tên đàn em lúc này đã đâm thẳng vào lề đường. Hắn nhanh như cắt nhảy xuống, chiếc xe lập tức nổ tung khiến cho một tên người bay phải lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Saho nhanh trí bám lấy tên còn lại, cả hai bay thẳng lên không trung, lại một pha siêu vật lý Ấn Độ ảo ma Canada. Saho sau đó ôm người bay đâm thẳng vào tòa nhà. Mấy cun lợi dụng chiếc thang dây đã khiến cho tên đàn em bắn vào thằng đồng đội, chiếc trực thăng liền mất lái. Saho lập tức mặc ngay bộ đồ người bay, khởi động bay thẳng về phía Mấy cun nhưng trời không độ anh, một bên động cơ đã bị hỏng, anh cứ thế ôm người yêu, cả hai rơi xuống một con sông. Cảnh sát sau đó đã dùng bom để mở chiếc xe tải nhưng bên trong không hề có thứ gì. Lại một pha quay xe của Saho nhưng chiếc xe thật đã di chuyển theo một hướng khác khiến cho tất cả mọi người phải há hốc mồm một lần nữa. Lúc này, Robinho đã cố tình dẫn Saho đến một ngôi làng theo lệnh của tên báo đời. Hắn đã giết tất cả dân làng chỉ để cướp mỏ dầu nằm ở dưới, một kẻ man rợ đáng chết. Saho vừa xuống thì xung quanh mấy thằng cầm cận chiến xuất hiện. Anh không hề hoảng sợ, thản nhiên như chưa hề có cuộc chia ly. Lợi dụng một tên, anh dễ dàng cắt đứt dây chói, dùng dây xích buộc từng tên một. Này thì mày hút thuốc này. Saho cướp lấy điếu thuốc ném thẳng vào cột dầu. Da đen da trắng anh phang cho đi bụi hết. Thằng nào càng nhiều dâu anh đấm càng đau. Tên đại ca thấy vậy lập tức lao đến, hắn vật ngửa anh ra nhưng chú tuổi tí, với sức mạnh khủng bố, anh vật hắn ngửa ra phía sau rồi hết lực đấm một cú nặng ngàn cân. Tên đại ca vẫn chưa chịu thua, hắn ném Saho ra và cầm lấy chiếc búa định thịt luộc anh, cầm lấy thanh sắt lạnh lùng không một chút sợ hãi, dùng võ công thái cực quyền đâm 7749 phát và kết liễu hắn bằng một nhát dìu ngon như mía lùi. Bên này, Ranki bất ngờ bắn chết tất cả đàn em của hoàng tử, bà ta chính là nội gián của báo đời và cố tình nằm vùng nhằm lấy chiếc hộp đen để mở bằng được kho bạc. Lúc này, báo đời cùng đám đàn em cũng đã tới. Hắn đắc thắng cười khoái chí ra lệnh cho tất cả đàn em lao lên kết thúc mọi chuyện, nhưng các chú lại khinh thường anh rồi. Chiếc gậy vừa vung lên lập tức dừng lại trước mặt Saho, lại một pha lần mặt thần sầu của đạo diễn. Thì ra Saho mới thật chính là con trai của Roy. Lúc Roy bị ám sát, anh đã gọi điện cho bố, chiếc điện thoại đã tố cáo tất cả, chính thằng báo đời đã giết anh trai mình để giành quyền lực. Saho đã ngầm ngùi lên kế hoạch tỉ mỉ, anh phải bắt hắn chịu đựng tất cả đau đớn gấp ngàn lần mà anh đã phải chịu đựng. Báo đời như không tin vào mắt mình, hắn dường như đã tâm phục khẩu phục trước người thanh niên này, ngã xuống mảnh đất chính hắn đã gieo rắc nỗi kinh hoàng. Hạnh phúc là điều chúng ta luôn có, cái thiện cuối cùng cũng sẽ chiến thắng. Trên đời này gieo nhân nào thì gặp quả ấy, biết sống cho bản thân và người khác là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta. Bộ phim hôm nay đến đây thôi, cảm ơn các bạn đã theo dõi Mọt. Nếu muốn Mọt làm về bộ phim nào thì các bạn hãy để ý kiến dưới phần bình luận nha. Đừng quên like, share và cho một lượt đăng ký kênh để ủng hộ Mọt nha. Cảm ơn tất cả mọi người. I love you, Phịch Phịch. Bye bye!